Chào các bạn khỏe không? Hôm nay là ngày cuối tuần rồi, mình nghĩ chắc các bạn cũng nôn muốn về nhà để được có những ngày nghỉ ngơi thoải mái. Và ngày hôm nay cũng là ngày 18 Tây tháng 10 năm 2019. Thì còn vài ngày nữa là ngày Halloween ở đây, rất là vui các bạn. Và con mình cũng rất là thích đi vòng vòng chơi. Cái thứ nhất là xin kẹo, rồi vừa được ăn mà vừa được chơi nữa các bạn, rất là vui. Và mình muốn góp phần những câu chuyện ma của ngày Halloween, thì mình xin kể câu chuyện này là câu chuyện có thật chứ không phải là câu chuyện giả tạo. Chuyện là như vậy, anh bạn này của mình không biết nghe ai nói là nếu mình kiếm được cái chân mà để trên bàn thờ, mà thường thường bên Việt Nam mình đó các bạn, thì chỉ có dưới quê mới có cái chân đó thôi, chứ trên Sài Gòn mình không có cái đó. Thì ở dưới quê mình thường hay để cái chân trên bàn thờ, rồi xong mình để mấy cái dĩa trái cây lên trên đó. Thì bạn mình không biết nghe ai nói rằng nếu mà dùng cái chân đó mà mình chơi cầu cơ thì rất là linh. Nhưng mà với một điều kiện, cái chân đó phải khoảng chừng 100 năm hay là trên 100 năm mới được. Nên khi đó bạn mình về Việt Nam không biết làm cách nào nhờ ai mà kiếm được cái chân đó. Rồi bạn mình mới mang về lại bên Mỹ. Mà bạn biết không, cái chân đó không phải nhỏ đâu nha, cái đó cũng bự lắm. Tính bề ngang mình nghĩ chắc bề cao phải 2 gang tay và bề ngang phải 2 gang tay, nói chung là chu vi khoảng 2 gang tay. Thì anh ta mang từ bên Việt Nam về lại đây. Rồi xong rồi anh mới rủ mình với lại bạn trai mình chơi cầu cơ. Thì mới đầu mình sợ lắm, tại vì mình cứ tưởng tượng rằng nếu mà mình chơi như vậy á, mình sợ mình bóng vía mình yếu, tại vì mình đâu có biết mình bóng vía mình mạnh hay yếu hay không. Mà nếu mà mình chơi như vậy á, thì lỡ nó nhập vô người mình rồi sao, rồi khùng khùng điên điên. Lúc đó mình cũng ngát, mình sợ hay sợ lắm. Nhưng mà tại vì có bạn trai mình nên mình cũng giả bộ mình gan một chút xíu để mình chơi cầu cơ. Thì bữa đó chơi cầu cơ thì có bạn trai mình với lại anh bạn mình, rồi bạn gái của ảnh, rồi với lại cháu của ảnh, tổng cộng là chỉ có 5 người chơi thôi. Mà các bạn biết không, mình chơi cầu cơ cái đêm đó mà xui cái rằng ngoài trời không có trăng, mà trời tối thui, mà tối ơi là tối. Mà nó thiệt á, cái cảnh đó các bạn ha, còn tối hơn là bên Việt Nam mình cúp điện nữa. Tối ghê lắm, mà trong lòng mình lại sợ, quẩn quẩn trong người. Thì mình cứ đi ha, kè kè sau lưng bạn trai mình rất là sợ. Mình đi kè kè theo ảnh, tại vì có sợ gì mà mình níu ảnh thôi chứ mình ha. Thì tối đó đó, 5 người tụi mình chơi, thì các bạn biết bên Mỹ này nè, nhà đâu có phải là san sát giống như bên Việt Nam, cái tường này sát với cái tường kia, nhà ai cũng cách nhau một cái sân cỏ rất là rộng. Mà bữa đó tụi mình chơi cầu cơ là trong cái nhà để xe. Thì bên Mỹ này mỗi nhà đều có cái nhà kế nhỏ kế bên để xe. Thì bữa đó đó, bạn mình dời mấy chiếc xe ra ngoài hết trơn rồi, thì để cái nhà để xe đó trống. Thì tụi mình ngồi trong đó. Mà các bạn biết không, vừa tối thui mà vừa 12 giờ khuya, gió nó cứ thổi hiu hiu mà lạnh lắm các bạn. Sợ lắm, đã nó chưa chơi cầu cơ mà cái cảnh xung quanh đã làm cho mình sợ rồi. Trời tối, gió thổi rồi lạnh rồi, làm cái giống như là tự mình hù mình trước, mình sợ lắm. Trước khi chơi cầu cơ thì tụi mình đi kiếm cái rổ bằng mây, tại vì mình không có muốn kiếm cái rổ nào nặng quá. Mình kiếm cái rổ mây nào mà nó vừa cái chỗ để của cái chân á, rồi mình mới úp ngược cái rổ lại.
để khi mình có chỗ để chút nữa mình để cái ngón tay lên mới được. Thì á, tụi mình kiếm được cái rổ mây, xong tụi mình ha úp lên cái chân. Thì trước khi chơi cầu cơ thì tụi mình á, nghe nói là phải đốt nhang rồi mình khấn vái người ta thì người ta mới lên. Còn nếu mà mình không ha, làm như vậy á, thì nó không có linh thiêng. Thì á, sau khi á, đốt nhang tụi mình cũng lại làm đủ cách hết trơn á. Xong rồi cái tụi mình mới khấn. Mà các bạn biết không, lúc đó để cái ngón tay lên trên cái chân giò đó, trên cái rổ đó, chỉ có mình nha, bạn trai mình và người bạn gái của anh đó thôi, ba người thôi, mỗi người chỉ để một ngón tay lên thôi. Thì á, khi mình tụi mình khấn một hồi, các bạn mình khấn thì các bạn biết không, một chuyện á, mà tụi mình không thể nào tưởng tượng được, và trong cuộc đời của mình á, chưa bao giờ mình thấy cái chuyện đó các bạn. Cái chân giò các bạn nó di chuyển, mình nói là bây giờ mình còn nổi cái da gà ở đây nè, mình rất là sợ. Tại vì á, thực ra các bạn biết không, mình á, mình nè với bạn trai mình không thể nào mà điều khiển cái đó hết trơn á, mà bạn gái cái anh đó lại một người con gái nữa, cũng không thể nào điều khiển, dùng một cái ngón tay như vậy mà điều khiển một cái chân giò nó bự như vậy mà nó mu vòng tròn được, nó đi vòng tròn được. Lúc đó cái hả mình hả cũng rợn da gà, tại vì mình mới hỏi người ta, hỏi rằng người ta có vô cái chân giò này chưa. Thì các bạn biết không, trời ơi, cái chân giò nó nhấc một cái chân lên, nó gõ xuống một cái cọc ghê nè. Trời ơi, mình muốn ha điếng tim luôn, mình sợ mà mình ha mình muốn thoát người lên luôn. Tại vì á, các bạn biết không, cái xong rồi mình nói bây giờ mình còn rợn da gà, mình còn sợ nữa. Mà các bạn biết không, xong rồi họ nói rằng họ đã vô rồi. Cái mới đầu á, thường thường á, tụi mình muốn cầu ai lên, người thân lên á, thì mình phải hả đọc tên người đó, rồi mình nói người thân của mình á, lên để gặp nói chuyện với mình. Mà các bạn á, mình biết các bạn thắc mắc rằng á, làm cách nào để cho mình nói chuyện được với người thân mình, tại cái chân giò mà nó đâu có nói chuyện được. Thì á, cái cách của tụi mình á, cầu cơ là như vậy nè, tụi mình đặt câu hỏi rồi họ trả lời. Thì khi á, mà họ trả lời á, mình hỏi thí dụ vậy nè, mình hỏi nếu mà ha đúng á thì mình gõ một cái, còn nếu mà không đúng á thì mình gõ hai cái. Thì á, bắt đầu tụi mình mới hỏi. Thì khi mà mình hỏi á, vô vấn đề á, mà các bạn biết không, cái trường hợp như vậy nè, khi mà mình hỏi họ đó mà họ trả lời tùm lum tùm la hết trơn á, là tụi mình biết rằng á, không phải là người thân mình lên, mà người ha ma quỷ đâu mà nó nhập vô trong đây để nó muốn lên, nó nói chuyện với mình. Bởi vậy á, mà tụi mình hỏi vài câu mà thấy trả lời chật á, là tụi mình ha xin lỗi và nói thôi xin anh hay chị đi ra để cho người thân tôi vô nói chuyện. Mình năn nỉ, mình nói ngọt thôi, chứ mình không có dám nặng lời, tại vì mình nói chuyện với vong linh mà, mình đâu có dám nặng lời. Mình phải nói nhẹ nhẹ để cho họ đi ra. Thì họ phá mình một hồi á, rồi họ mới chịu đi ra. Thì á, kỳ này tụi mình khôn rồi, tụi mình há muốn make sure coi thử coi ha, có phải rằng á, người nhà mình lên hay không. Thì á, lúc đó khi mà há cái người thân mình vừa nhập vô á, thì á, tụi mình mới hỏi nó, mình nói chứ bây giờ nếu á, là người thân của gia đình mình á, thì á, xoay cái chân giò và chỉ về cái người đó thì á, mới ha biết có phải đúng hay không. Thì các bạn biết không, trời ơi, cái chân giò nha các bạn, nó ha nó xoay vòng tròn vậy nè, rồi ha nó tới đúng cái người đó mà ha nó nhấc cái chân giò lên mà nó chỉ người đó. Mà mình không hiểu tại sao lúc đó mà tụi mình nó gan mà lại chơi những cái trò đó mà giữa đêm khuya như vậy. Thì các bạn biết không, nó nhấc cái chân giò vô, nó chỉ cái người đó, trời, tụi mình quặn da gà luôn. Xong rồi tụi mình muốn ha chắc ăn một lần nữa, tụi mình ha tại vì nghĩ mình khôn, mình phải nghĩ cái khôn nữa. Thì mình mới hỏi rằng á,
người đó đó là con thứ mấy trong gia đình. Nếu mà con thứ mấy trong gia đình á, thì gõ mấy cái. Thì thí dụ mà người đó là con thứ sáu trong gia đình đi, thì các bạn biết không, cái chân giò nó gõ này. Cọc, 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 cọc. Bạn nghe mà bạn muốn thón tim luôn. Thì lúc đó là mình biết người thân mình lên rồi, thì mình mới hỏi chuyện, mình nói chuyện chơi. Thì các bạn biết hả, nếu mà người nhà mình á, người trẻ lên á, thì cái chân giò nó đi rất là mạnh và nó di chuyển rất là mạnh nha. Mà nếu mà mình kêu giống như là ông, mình gọi ông bà mình lên nói chuyện với mình á, cái chân á nó di chuyển rất là chậm và rất là yếu. Mình cũng không biết tại sao, hay là họ không có đủ năng lực để nhấc cái chân giò đó, rất là yếu. Thì khi mình kêu người thân mình lên á, cái mình hỏi người thân mình có muốn hút thuốc không, người đó nó muốn hút, thì tụi mình đi lấy cái điếu thuốc á, mình đốt, cái mình ghim lên cái chân giò đó. Trời ơi các bạn thấy cái điếu thuốc nha, mà giống như có người hút vậy, nó rít lên từng hồi, nó rít lên cái đầu mà nó đỏ, nó rít lên trời. Mà các bạn thấy ha, mình còn nổi da gà nữa. Thì mình chơi cầu cơ một hồi, thì mình mới hỏi người đó, mình hỏi rằng lúc mà chơi như vậy á, có nhiều linh hồn xung quanh tụi mình không? Rồi hỏi người đó nói rất là nhiều. Và hỏi họ đứng ở đâu, họ đứng ngoài trước gara, đứng ha nhốn nháo ngoài đó phải không? Họ nói phải. Tại vì các bạn biết không, khi mà mình chơi như vậy á, họ rất muốn nói chuyện với mình, nên họ đứng chờ cho mình gọi tới họ thì họ mới lên nói chuyện với mình. Mà mình cũng, tụi mình cũng ha không ngờ rằng á, tụi mình chơi những cái trò này. Mà các bạn biết ha, mỗi lần cái chân giò nha các bạn, mà tụi mình á, mỗi người á, chỉ có để có một ngón tay thôi, chứ không có sử dụng hai ngón tay. Mà các bạn biết cái chân giò mà nó rất, nó không có nhẹ. Mà trong khi đó mình á, với bạn trai mình, nói thẳng ra là một phe đi, thì mình với bạn trai mình không điều khiển, cái cô kia không cách nào mà dùng một cái ngón tay mà xoay cái chân giò mà điều khiển mà phá tụi mình á, không có cách nào. Mà cô ta cũng không có làm cái chuyện đó nữa. Mình nói giờ mình còn rợn da gà. Mình bởi vì mỗi lần mình kể chuyện ma cho các bạn nghe, mình phải ha lựa buổi tối mình nói chuyện á, rồi mình mới có cái cảm giác mạnh, mình mới nói được. Mà còn ha kể chuyện ma nữa, mình càng sợ thêm nữa. Thì á, cái các bạn biết không, tụi mình ngồi nói chuyện tâm sự, cái tụi mình hỏi chứ ở dưới cần, có cần cái gì không, rồi cần cúng cái gì không. Thì hồi xưa mà khờ mà các bạn, mình đâu có biết Phật Pháp, mình đâu có học Phật Pháp, nên mình không có biết chuyện đó. Sau này á, mình càng hiểu á, thì thật ra những người đó họ nói chuyện với mình á, chỉ có ha, quỷ thôi. Chỉ có ngạ quỷ thôi, họ mới lên họ nói chuyện với mình thôi. Bởi vậy tụi mình ngồi nói chuyện một hồi, thì người này kêu gia đình lên, người thân mình lên, rồi người kia kêu người thân lên nói chuyện một hồi. Thì lúc đó mình cũng gọi ông ngoại mình lên, mình nói chuyện. Mà các bạn biết không, khi mà ông ngoại mình lên nói chuyện với mình á, thì cái chân giò nó di chuyển rất là yếu. Tại vì ông ngoại mình lúc mất á, là đã lớn tuổi rồi. Mà mình nghĩ rằng á, tại vì chắc ông ngoại mình lớn tuổi nên á, cái chân giò ông ngoại mình điều khiển không nổi. Mà khi á, tụi mình ngồi chơi các bạn, cái cửa của nhà để xe đâu có đóng lại, tụi mình mở lên mà để cho nó thoáng. Thì các bạn biết không, lâu lâu á, cái gió nó có lùa vô, nó ập vô người tụi mình, mà nó rờn rợn, vừa sợ mà nó vừa rờn rợn. Cái khung cảnh đó, mình phải nói là cái đêm đó rất là khó quên. Mình nói chuyện với ông ngoại một hồi, thì có lẽ như ông ngoại mình không muốn nói nữa,
Tại vì á, hình như là rất là mệt khi nhấc cái chân giò này lên. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại á, mình không biết á, nếu mà ai có rủ mình chơi cầu cơ, không biết mình còn cái gan để mình ngồi mình chơi hay không. Mà các bạn biết không, bạn trai hồi xưa của mình á, bây giờ là ông xã của mình. Thì hồi sáng này nè, mình nghe ông xã mình nói ở tiểu bang của mình á, có cái nghĩa trang mà phải nổi tiếng rằng á, người ta vô trong đó hay thấy ma lắm. Bởi vậy ha, ông xã mình nói á, chắc bữa nào ghé thăm chỗ đó. Mà nếu mà mình có ghé thăm á, mình há sẽ quay cho các bạn xem. Nói gì thôi, chứ không biết mình có gan để mình đi vô trong đó hay không. Mình nghĩ cái câu chuyện ma mình ngày hôm nay ấy, để giúp vui cho các bạn vào ngày cuối tuần. Và nếu các bạn có những cái gì thắc mắc á, các bạn cứ hỏi mình rất là vui vẻ trả lời với cái đúng với cái khả năng của mình. Còn nếu mà vượt qua khỏi cái khả năng của mình á, thì mình xin lỗi các bạn. Và tại vì á, mỗi lần các bạn hỏi mình như vậy á, thì mình cảm thấy rất là vui. Tại vì mình biết rằng á, các bạn á, có quan tâm tới cái kênh YouTube của mình và làm cho mình có một cái động lực các bạn. Tại vì khi á, một người làm cái gì đó mà có được sự khuyến khích của người khác thì á, mình cảm thấy rất là hăng say và cảm thấy rất là vui khi tìm được những cái gì hay chia sẻ với các bạn và mình rất cần sự những cái sự ủng hộ của các bạn. Mình chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Và hẹn các bạn kỳ sau, mình sẽ có một cái câu chuyện ma khác để kể cho các bạn nghe. Các bạn đừng quên ấn nút subscribe and nút like ở dưới nha. Mình cảm ơn các nhà rất là nhiều và hẹn các bạn kỳ sau. Bye bye nha.